Chào cả nhà, bữa nay là ngày thứ 3 mình ở Coron. Và cũng là bữa cuối bữa nay, bởi vì lát nữa mình sẽ đi lên tàu qua El Nido. Nếu mà đi tàu chạy nhanh thì khoảng 3 tiếng từ Coron qua El Nido. Một chút nữa mình sẽ cho mọi người coi cái tàu nó như thế nào. Bây giờ mình phải đi check coi còn vé không. Mình cũng không có chắc là mình có vé được hay không nữa. Tại vì ngày hôm qua đi chơi nguyên một ngày, chưa có book vé. Good morning. Check out na kayo mong ngayon po. Maybe in 2 hours. What time is it? 11 now. Okay, so we have a few more hours. May ticket na kayo, ma'am? Wala pa. No, so that's why I'm going to check with you. Okay. Can you check to see if they have the available? Yeah. Thực ra thì đối với mình á, 2 hoặc 3 ngày ở Coron á, là đủ rồi, bởi vì mình đã tới đây rồi. Kỳ này thì mình đi hai cái island hopping tour. Và cái thứ nhất là mình thấy những cái đá núi rất là đẹp, nước thì xanh, rồi mấy cái lagoon đẹp. Còn cái thứ hai là ngày hôm qua mình đi á, 3 cái bãi biển rất là đẹp. Mình mới vừa đưa tiền cho cái cô người Phi làm ở khách sạn của mình để cổ có thể book cái vé tàu cho mình. Mình biết á, book vé tàu như vậy là trễ lắm đó. Nhưng mà mình hy vọng là cái vé tàu nó vẫn còn. Chứ nếu không á, thì mình sẽ phải ở đây thêm một đêm nữa. Mình lấy được vé tàu rồi và bây giờ là đang trên đường ra bến tàu. Bạn sẽ để đồ của bạn cho cái máy rọi giống như là ở phi trường vậy đó. Nhưng mà có điều ở đây họ cho mình mang nước vô. Bây giờ thì mình đang get line để mà đi lên tàu. Cuối cùng thì cũng đến rồi, cảm giác giống như là rất là lâu vậy. Mình mới vừa tới El Nido luôn. Và thực sự rất là mệt, là bởi vì trong cái poster họ để là có 3 tiếng thôi. Nhưng mà thực ra là trên 4 tiếng lận. Mỗi người ai cũng phải có số ghế của mình. Và mình thử tìm ghế trống mà không có. Mình phải ngồi trên một cái tàu rất là đông người, hơn 4 tiếng đồng hồ. Mà đã vậy cái máy lạnh chỗ mình ngồi đó, nó lại không có work. Rice again, ma'am. Philippines. Rice again. 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 Rice
Bây giờ thì mình để đồ đạc ở khách sạn và đi kiếm cái gì để ăn. Nguyên cả một cái thao của El Nido bây giờ hiện tại đang bị cúp điện. This one has a generator. Thật ra là bây giờ rất là đói. Mình có thể ăn được nguyên một con bò. Mình ăn rất là trễ tại vì bây giờ đã quá 4 giờ rồi. Mà tại vì cái tàu không có nghĩ là nó đi chậm đến mức như vậy. Cho nên là đói quá tại vì hồi sáng chỉ có ăn sáng thôi. The kids here, they're very cute.